Theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, tình hình sản xuất thép xây dựng tháng 11 đạt kết quả tốt so với tháng trước và cùng kỳ năm 2020. Song sản lượng tiêu thụ lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trái với diễn biến trong nước, xuất khẩu thép lại ở mức tăng trưởng mạnh cả về sản lượng và giá trị. Tính chung 11 tháng của năm 2021, sản xuất thép xây dựng đạt hơn 11.300.000 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ thép xây dựng đạt gần 11 triệu tấn, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trái lại, xuất khẩu thép xây dựng 11 tháng năm 2021 đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020. Với mặt hàng thép cuộn cán nóng, trong 11 tháng năm 2021, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt hơn 6 triệu 500.000 tấn, tăng hơn 68% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép cuộn cán nóng đạt hơn 6 triệu 520.000 tấn, tăng 75,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 1 triệu 200.000 tấn, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020.